nhà ơi, đây là salami nha, và đã được cắt lát rồi. Mình mua 4 hũ đậu thì sẽ được tặng một hũ chẩm chéo hoặc một hũ đậu thêm. Và bây giờ mình sẽ có thêm một sự lựa chọn đó nữa, đó là salami nha. Cái này là để mình tặng kèm với sản phẩm của Funny Hùng. Cả nhà có thể ăn thử trải nghiệm, nếu mà thấy ngon thì mình có thể đặt bên công ty Võ Sư Lộc nguyên một cây luôn. Cắt cái này rất là công phu đúng không anh Lộc? Đúng rồi. Đó, nên trong thời gian sắp tới là mình hy vọng là sẽ công ty sẽ cắt cho mình đủ luôn. Võ Sư Lộc vẫn ra gói quà để mà bán Tết, gói quà Tết nha cả nhà. Mình đóng gói túi zip nè cả nhà. Đó. Oh. Và khi đóng gói như vậy thì nó sẽ có cái phần đế á, màu đỏ luôn, nó sẽ làm cho cái đúng như cái phong tục của mình. Hello, chào mừng các chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Funny Hùng đây. Chào cả nhà, lại là em đây. Hôm nay em đang đứng tại xưởng của nhà anh Võ Sư Lộc. Và hôm nay em có một phi vụ làm ăn với anh Võ Sư Lộc nha. Và phi vụ đó là gì thì cả nhà, mời cả nhà theo chân em vào trong, sẽ bật mí cho cả nhà cùng biết nha. Rồi đi. Ở đây là bên xưởng của công ty Võ Sư Lộc, ở số 36 đường Vườn Lài, phường Tân Hạnh, quận Tân Phú nha. Em, trước khi mình vào đây á, cho em khám phá cái kho lạnh của anh Lộc. À bên đây đúng rồi. Chắc là em chưa vào bao giờ đúng không? Đúng rồi, em chưa. Em vào thử đi. Em muốn không khí Đà Lạt thì vào đi. Vô luôn. Wow. Đi vô luôn đi. Vô anh, trong đi để mình quay. Cửa lại đúng không? À đâu có đâu. Vô đi rồi mình quay sơ qua mấy cái đồ ăn bên đây. Nhưng mà được không? Được. Không được đâu anh ơi, ở đây người ta còn phải phơi salami nữa, em nghĩ là mình không nên vào. Vợ mình kỹ quá, thôi mình đứng ngoài ha. Em mở ra nè, đó, đây là salami nè. Sản phẩm này là sản phẩm sắp tới là mình sẽ khoan hả? Hả? Còn quay sơ qua cho cả nhà coi, bên trong kia là giăm bông. Rồi đùi gà xông khói nè. Đùi gà nè. Rồi còn đây là xúc xích. Rất là nhiều hàng luôn. Và đây là giò bó nè. Đó. Còn kia là nguyên một tảng đùi heo em kìa. Ở trong đây là còn có gà nữa. Đây là gà tre nha em. Đó, đây là sản phẩm mới bên anh Lộc đó. Thì cả nhà ơi, nếu mà cả nhà muốn liên hệ để đặt mua những sản phẩm này thì mời cả nhà theo chân Funny Hùng và vợ Funny Hùng để đến với chủ nhân của nó nha. Rồi đi, qua đây. Đây là một cái cửa rất là đặc biệt nha. Đứng đây nhưng mà phải mở dưới đây nha. Mời vợ mở cửa em bé. Chào anh. Hello. Đây, Võ Sư Lộc ơi. Võ Sư Lộc và vợ em vào đi. Hai vợ chồng đang chăm chỉ làm. À, Võ Sư Lộc đang làm gì đây? Chào Phô. Hello. Em. Hôm nay anh cũng đang chuẩn bị một chút hàng cho các quý ở đây. Đó là Phân Đi Hùng với Xanh cả nhà. Hồi nãy thì khi ở ngoài là em cũng tính tiết lộ cái thông tin này rồi, nhưng mà Khanh nói là khoan, để vào chính chủ nhân của sản phẩm này tiết lộ mới được. Thì hôm nay Khanh xem thử cái mẫu của mình á, cái mẫu này đặt riêng cho Hùng với Khanh. Cả nhà ơi, đây là salami nha, và đã được cắt lát rồi. Mình ăn rất là tiện lợi luôn, chỉ cần khui ra. Hâm lại thì mình bỏ vào nồi chiên không dầu hay sao anh? Mình chỉ cái này nó đã cắt lát sẵn rồi, mình chỉ cần bỏ vô áp chảo lật qua lật lại là mình ăn. Còn nồi chiên không dầu thì em phải chỉnh cái thời gian nó ngắn thôi. Chứ nhiều nó sẽ làm cái miếng nó bị xém á. Ok. Đây thì là... cả nhà ơi, trong thời gian qua là Funny Hùng với Võ Sư Lộc là cũng có những cái sản phẩm mới, nhưng mà mình chưa có dịp mình quay clip để kết hợp với nhau, tại vì do tính chất công việc mỗi người cũng bận cả nhà. Nhưng mà vừa rồi thì anh Dũng và chị Diễm đã qua quay trước rồi, thì hôm nay Funny Hùng cũng qua bên công ty Võ Sư Lộc để quay chốt đơn. Đúng rồi, chốt đơn một cái sản phẩm nào đó để mà tặng kèm hoặc là để bán ăn thử trên kênh Funny Hùng luôn, những cái sản phẩm bên công ty Võ Sư Lộc nha cả nhà ơi. Anh, cái salami này á, dưới quê em á, lạ lắm, người ta chưa có nghe tới nha. Xúc xích thì nghe rất là nhiều, nhưng mà salami thì chưa. Thì cái này em thấy nó cũng rất là lạ, và ăn nó giòn giòn, nó lạ lắm. Cho nên là em nghĩ món này đó, Tết thì cả nhà rất là thích nha. Thay vì mình dùng lạp xưởng á, thì khi mà dùng món này á, nó sẽ giống như là vừa tây mà nó vừa kết hợp với ta nữa. Và đặc biệt nó có cái màu đỏ, nó hợp với những cái dịp Tết. Đúng rồi.
Nhưng mà đó, ở đây thì chỉ có mình Hùng với Khanh là đặc quyền về cái salam cắt lát vậy thôi nha. Dạ. Mình sẽ bán nguyên một cây luôn. Nhưng mà có trường hợp bán nguyên cây thì cả nhà đơn thân đơn chiếc á thì người ta mua và người ta không có hết. Dạ. Và nhân đây thì mình cũng sẽ kết hợp với đậu phộng nữa em ơi. Giới thiệu Hùng sơ và cái set quà kết hợp với đậu phộng của anh Hùng. Đâu, set quà của Võ Sư Lộc. Võ Sư Lộc mình thấy rất là cần cù và siêng năng luôn á. Tuy là sau đám cưới là cũng thời gian cận Tết rồi nhưng mà vẫn xin quà Võ Sư Lộc thì phải có chữ Lộc không. Võ Sư Lộc vẫn ra gói quà để mà bán Tết, gói quà Tết nữa nha. Nhưng mà anh đã bán được đơn nào chưa? Anh đã chốt được 5 đơn của Mai. À, coi như là khai trương đúng không? Không, chị Mai khai trương thì cũng ok đó. Bây giờ mình sẽ set up sơ qua cho mọi người coi ha. Ok. Thì nếu mà mình bỏ nguyên một cái hũ vô đây nè thì những cái phần diện tích khác đó, nó sẽ không đủ để set up nhiều món. Dạ. Nên mình đã suy nghĩ ra cách nào em? Em đã. À, trời ơi. Mình đóng gói cái túi zip là cả nhà. Đó. Và khi đóng gói như vậy thì nó sẽ có cái phần đế á, màu đỏ luôn, nó sẽ làm cho cái đúng như cái phong tục của mình ngày Tết luôn. Dạ. Không, nếu mà anh đóng vào cái túi zip như vậy á thì em nghĩ là anh nên lấy đậu thô luôn. Em sẽ giao cho anh cái đậu á thì giá nó sẽ chiết khấu hơn nữa. Là cái này là Võ Sư Lộc lấy từ cái hũ, những cái hũ này nè cả nhà. Đó. Cho nên làm như vậy thì nó sẽ mất công của anh nữa. Nhưng mà đây thì đây phải nói chừng chừng thôi. Mua 3 ký hàng bên mình sẽ được tặng một hũ đậu phộng. Đó. Và được free ship. Mua từ 5 tới 7 ký thì sẽ được tặng một hũ cát cơm và cộng free ship. Nhưng mà mua hơn nữa thì vừa free ship vừa tặng đậu phộng luôn. Ok. Đó, uy tín luôn. Ủa, nói chung chương trình này sao nghe khó hiểu vậy? Mua 5 7 ký được tặng có hũ cát cơm vậy? Cát cơm và free ship. À. Còn cái này là free ship hoặc là một hũ đậu phộng. À. Đó. Rồi ok. Rồi thì giờ nhờ Phụng set up vào những cái món của mình nha. Đâu anh set up vào một cái set quà đi. Set quà em còn có là salami nè. Đậu phộng. Cá cơm. À. Và một món nào đó đúng không? Và đây. Ở đây thì mọi người sẽ có thêm xúc xích. Đó, xúc xích mình ở đây đi để cả nhà thấy nguyên cây. Ừ. Đó. Và phục. Giò. Rồi cho vào luôn. Đấy. Ủa nhưng mà ý là bên anh một set cố định như vậy luôn hả? Một set cố định như vậy. Anh sẽ có hai set. Đó là một set này là 680 và một set 860. Sẽ có nguyên một con gà nữa. Ồ, nhét vừa đây không? Vừa luôn, anh sẽ thiết kế anh tặng lấy bớt cái đế ra là nhét vừa luôn. Rồi. Để anh cầm con gà ra luôn để cho cả nhà coi cái set 860 nha. Rồi ok. Trong thời gian chờ đợi cả nhà ơi, em nhận xét sơ về cái set này nha. Màu đỏ nè, màu vàng nè, toàn là màu của Tết thôi. Đảm bảo là mua cái set này về rất là may mắn luôn nha. Đúng rồi. Tặng cho người thân vẫn được luôn. Nhưng mà hôm nay Phụng cũng từ bên có mát mà qua đây làm bát cam em. Đó, Phụng đang dán những cái nhãn để cho những cái sản phẩm salami sắp tới nè cả nhà. Đây, những sản phẩm salami. Đó, một gói như vậy thì trọng lượng trung bình nó sẽ là 150. Cái này là để mình tặng kèm với sản phẩm của Phinny Hùng để mà cả nhà có thể ăn thử trải nghiệm. Nếu mà thấy ngon thì mình có thể đặt bên công ty Võ Sư Lộc nguyên một cây luôn. Còn không thì mình có thể gọi là mình đặt ăn thử bên kênh Phinny Hùng nha. Đó thì em tính sao về cái giá này? Cả nhà ơi, cả nhà có thấy là cắt như vậy rất là kỳ công đó cả nhà. Ừ. Mình phải làm ra cái salami này sau 1.5 tháng. Anh thấy là thời gian rất là dài và sau đó thợ phải cắt ra và bỏ vào từng bịch và hút chân không và rất là kỹ như thế này. Em biết tốn một cái khâu gì nữa không? Khâu gì? Tiền điện. À. Tại vì phải dùng quạt á. Đúng rồi. Cái quạt đó là phải quạt suốt 24/24 trong vòng 3-4 tuần luôn. Cả nhà ơi, cái gói này á là với trọng lượng của nó là 150g. Thì bên em đang có chương trình là mình mua 4 hũ đậu thì sẽ được tặng một hũ chẩm chéo hoặc một hũ đậu thêm. Và bây giờ mình sẽ có thêm một sự lựa chọn đó là
salami nha. Nếu như cả nhà muốn mua ăn thử hoặc là mua số lượng 1-2 cái nhiều hơn thì cả nhà có thể mua lẻ với giá là 85.000 cho 150g như thế này nha. Ok, cái này là đã được cắt ra luôn nha. Thì như mình nói, nếu như mà cả nhà muốn đặt mua một số lượng lớn hơn mà giá sẽ ok hơn thì bên anh Lộc sẽ có bán nguyên cây. Đúng đó. Đâu mình lấy ví dụ nha. Phụng ơi cho anh mượn một cái cây salami với. Đây. Đây là nửa cây thôi. Đây là nửa cây nè cả nhà. Thì bên em nếu mà bán một nguyên một cây một ký thì giá sẽ là bao nhiêu em? Nguyên một cây một ký là giá sẽ là 340. Đó. Thì nó sẽ hữu nghị hơn là mua bên Phan Huy Hùng, nhưng mà cái đó là mua số lượng lớn. Còn mua ăn thử thì bên mình không ha. Nhưng mà bên Phan Huy Hùng là cắt lát luôn đó, cắt đúng rồi, ở cái công mà cắt. Dạ. Thì khi mà cắt lát như vậy thì nó sẽ kỳ công hơn là cái công đoạn mà cắt xong rồi chỉnh sửa nó vô bao. Tại vì khi mình cắt ở đây là vỏ sọc sẽ cắt bằng máy đó, cho nên là nó sẽ đều hơn và đẹp mắt hơn. Rồi thì bây giờ anh giới thiệu cho em cái set 860 đi anh ơi. Đây. Đây á hả? Nhiều vậy? Thấy uy tín chưa? Ừ. Đây thì mình sẽ là một phần salam, một phần xúc xích, một phần giò và nguyên một con gà tre. Ôi. Đó. Nhìn nguy hiểm quá. Mà chỉ nhìn thấy cái khung thôi, nó là nguyên con gà luôn đó cả nhà. Đúng rồi. Khi mình set up vô thì mình sẽ làm sao set up trong gọn gàng này để mình có thể đóng nó. Sao đóng được trời? Anh Lộc làm vậy là cũng phải suy nghĩ lắm á. Ừ, đắn đo suy nghĩ lắm ha cả nhà. Có thể là năm nay thì cái set quà của mình nó sẽ hướng tới thiên nhiên hơn. Ừ. Nó không có dùng các loại giấy, các loại nhựa. Chỉ dùng về cái mây che đen này nè để ủng hộ cho mấy đồng bào làng nghề của mình. Ok. Thì cả nhà ơi, hôm nay là mình trước mắt đó, ở đây là chỉ có khoảng 10kg thôi, 10 đến 15kg thôi cả nhà. Nhưng mà trong thời gian sắp tới là mình sẽ đặt thêm, tại vì cắt cái này rất là công phu đúng không anh Lộc? Đúng rồi. Đó, nên trong thời gian sắp tới là mình hy vọng là sẽ công ty sẽ cắt cho mình đủ luôn, mình sẽ lấy số lượng rất là nhiều. Và nếu như cả nhà ủng hộ mà mua lẻ những cái salami như vậy á thì chắc là Võ Sư Lộc phải bận rộn á. Ý anh cũng muốn bận thêm chút nữa. Nhưng mà phải nói là cái này đặt hàng là không có liền. Đúng rồi. Không, nhưng mà có một cái để mình giúp cho Hùng với Khanh cũng có thể chủ động á, là mình sẽ cắt sẵn và mình để đó, khi nào Hùng với Khanh lấy thì chỉ có chạy qua lấy hoặc là mình gửi về luôn. À đó. Tại vì cái này có một cái ưu điểm là nó cái mình để càng lâu ăn càng ngon. Đúng rồi. Cho nên là mình nó không... nói chung là hàng sử dụng của nó là càng để lâu trong tủ lạnh nó càng săn càng chắc lại và ăn nó càng có độ sần sật đó cả nhà. Thì để khoảng 100 năm được không? Để 100 năm thì sợ mình đi rồi nó vẫn còn. Rồi thì một lần nữa Võ Sư Lộc ơi, hãy cho em biết cái thông tin để mà mình có thể đặt những cái set hàng, đặt những cái set quà này trong dịp Tết đi. Riêng về kênh Phan Huy Hùng á là sẽ quay cái set quà này đầu tiên luôn cả nhà. Thì set quà này sẽ dành tặng cho các fan của Phan Huy Hùng. Với giá set nhỏ nè, mình quay một lần cái set nhỏ cho cả nhà coi nha. Đây đó, set nhỏ đâu? Set nhỏ này là Lộc Phát 680. Đó, sẽ gồm có đậu phộng nè. Cái này là gì em? Cá cơm nè. Cá cơm nè, này là giò. Xúc xích, salami. Salami. Đó, coi như là nó sẽ ưu điểm hơn những cái phần mình mua ký đó là mình sẽ gom lại trong một cái set quà vậy. Dạ. Và khi mình tặng biếu nè, để anh set up để đóng nắp lại cho anh coi. Ok. Cái này thì dễ. Khi mình tặng biếu thì mình chỉ có gom lại và mình mang đi mình biếu quà thôi. Dạ. Mà nhìn nó rất là đó, có cái quai nữa nè. Rất là sang nha. Đây. Khanh cầm thử rồi, Khanh cầm mà... Khanh cầm là nó tông xịt tông luôn nè. Thiệt sự luôn á, cái này để mà mình đem đến nhà người khác mình biếu Tết thì rất là phải nói là món ăn ngon lạ mà còn đẹp nữa. Thân thiện môi trường. Thân thiện môi trường. Và đặc biệt là còn ủng hộ được sản phẩm của anh em mình ở nhà cả nhà. Rồi hôm nay thì sản phẩm này là sẽ liên kết của Phan Huy Hùng và Võ Sư Lộc luôn. Thì mong là cả nhà sẽ ủng hộ. Còn cái set 860 á thì là mình sẽ có thêm một chú gà đó. Chú gà nằm đây đó. Đúng rồi. Thì khi mà đặt á, liên hệ đọc bát Phan Huy Hùng á thì cả nhà sẽ có những cái chương trình ưu đãi đặc biệt nha. Hai set này thì các bạn có thể nhận được một phần cá cơm nữa. Ồ. Ba set thì các bạn vừa nhận được
đậu phộng mà vừa được phi ship. Ồ. Vừa được phi bạn. Ship ở đây là mình sẽ phi ship trong nội thành nha cả nhà. Còn ở ngoài ngoài Sài Gòn thì ngoài mình sẽ giảm 50%, hỗ trợ 50% ship. À đó, thì để cho các bạn có thể có nhu cầu mình có thể đặt nhiều. Và cái set quà này thì mình có thể có những phần quà đặc biệt hơn nữa dành cho cả nhà. Đó. Nói chung là cứ đặt càng nhiều thì sẽ tặng càng nhiều đó. Đúng rồi. Yeah. Ở đây cái túi Funny Hùng đậu phộng rất là dễ thương. Hẹn Funny Hùng nha. Rồi. Mà chốt đơn luôn 50kg đậu phộng thô. Wow. 50kg cả nhà ơi. Để chia vào những cái túi zip này để gửi vào những cái phần quà cho cả nhà. Dạ. Yeah. Em đó. Sẽ giao cho anh đậu nóng hổi luôn. Muốn ăn đậu lẻ thì qua set quà của Võ Sư Lộc. Đúng. Muốn ăn sao salami lẻ thì qua Funny Hùng. Cả nhà hãy ủng hộ cho sự gắn kết này nha. Thôi tuyệt vời. Rồi. Số điện thoại, số điện thoại. À, số điện thoại mình là 0901563638 hoặc là 0909029841. Rồi. Trong cái quá trình mà mình chốt đơn cũng như là mình vận chuyển á, cả nhà vui lòng kiểu chờ mình. Tại vì bây giờ gần tới cận Tết nó sẽ có những cái dịch vụ vận chuyển nó hơi bị quá tải một xíu. Đúng rồi. Nhưng mà chắc chắn là hàng sẽ tới nơi. Nếu mà hàng không tới nơi được thì mình sẽ cam kết là gửi lại tiền cho cả nhà. Đúng. Và anh nhân đây thì anh cũng tâm sự luôn á. Là dịp Tết này anh cũng gặp nhiều cái đơn hàng mà người ta trả về, hay còn gọi thì tắt là bơm hàng á. Thì khi mà đi như vậy á cả nhà, là mình sẽ chịu tiền cước hai chiều là một. Cái thứ hai mang hàng về thì nó ảnh hưởng tới chất lượng hàng nữa. Yeah. Nên cả nhà ở ngoài Sài Gòn, cả nhà thông cảm là bên công ty mình có một cái quy định là chuyển khoản trước. Oh. Sau đó cả nhà chỉ việc nhận hàng thôi. Dạ. Yeah. Đó. Tại vì Võ Sư Lộc nói cũng đúng, cả nhà ơi, mình phải thông cảm. Đôi khi sản phẩm của Funny Hùng đi thì cái giá trị của nó thì nó cũng không phải là quá cao, nhưng mà một ký xúc xích bên anh Lộc thì giá cũng tương đối cao. Mà đặc biệt là có người đặt 2-3 ký nhưng mà bom hàng như vậy thì đúng rồi. Tiền vừa rồi cũng... vừa rồi là 9 ký. Ồ. Nhưng hơn là ở trong Sài Gòn á, thì mình lấy về mình còn bảo quản được. Còn ở Hà Nội mà để vận chuyển được ra thì nó sẽ rất là tốn thời gian và ảnh hưởng tới chất lượng. Và là hàng nó sẽ không còn ngon nữa. Chị Khanh cầm nó giờ thấy mỏi rồi, em trợ giúp chị Khanh nào. Rồi thôi bây giờ mình sẽ cùng với vợ chồng Võ Sư Lộc đi kiếm một quán ăn nào đó để ăn mừng. Đau bụng rồi. Ăn mừng cho cái sự kiện đặc biệt kết hợp giữa Funny Hùng và Võ Sư Lộc nha cả nhà. Yeah, bắt tay em. Bắt tay. One week later. Sau khi đã chốt được đơn với Võ Sư Lộc rồi thì phải đi ăn mừng thôi. Và bây giờ thì anh em mình đang có mặt ở quán Cơm Niêu Thiên Lý, nằm ở trên đường Âu Cơ, số 786 anh Lộc. 786 Âu Cơ. 786 Âu Cơ nha cả nhà. Ở đây hình như là quận Tân Bình ha. Dạ. Thì vào đây là sẽ có rất là nhiều món ngon mà giống như mẹ nấu. Cơm niêu nữa nha cả nhà. Giờ mình vào trong nè. Khổ qua. Ở đây là tập hợp rất là nhiều món luôn anh. Hôm nay mình hết ăn thi rồi. Em nghe anh Lộc nói là em biết rồi. Thì mình có cầm sản phẩm của Võ Sư Lộc với lại salami luôn cả nhà. Là cái gì lát mình cắt ra ăn thử. Rồi vô. Đây trong không gian đây là không gian máy lạnh rất là mát nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ coi menu nha và gọi món nào. Wow, cái menu nhìn rất là hấp dẫn luôn anh. Nhìn đẹp anh ha. Mấy cái món này nhìn là thấy nhớ quê luôn. Chắc em phải đi về quê liền mới được. Thôi để mai. Đây có rất là nhiều món luôn, em thấy rất là đa dạng. Có luôn lẩu luôn anh. Ồ, có lẩu nữa. À, không có như cái quán hôm bữa mình ăn ở Đà Lạt, nó sẽ ít món hơn. Thôi em mời anh Lộc đi cùng ăn trước. Anh Lộc gọi món nào đây? Ở đây thì chắc là phải ăn cơm thôi. Cơm cháy đi. Ăn cơm cháy đi. Ủa, cơm cháy là cơm niêu hả hay sao? Cơm cháy là cơm niêu luôn em. Dạ, cơm có hai loại nha. Dạ, một niêu có đất và một niêu cháy giòn. Cơm cháy gà rô ti. À. Cái này là niêu cháy giống như cái hình cái này của mình. Ở đây. À. Cơm cháy gà rô ti. Ờ, bắt đầu gọi món này đúng không? Cháy chứ không có khét. Đúng rồi, chắc cháy thôi. Nè, Phụng, Phụng gọi món gì đây Phụng?
Dạ chị gọi đi chị. Vậy em thay mặt bụng gọi luôn á. Em gọi cá cá hú kho thịt ba chỉ nè. Rồi ở đây nhiều món. Canh cua rau đay, món Hùng rất là thích luôn. Rồi canh chua cá hú. Đó. Đây, đến đây là phải kho quẹt rau luộc nha. Kho quẹt nha cả nhà. Chắc là mình gọi trước như đó đi xem mình ăn tôm cái nè. Gì. Tôm sốt tiêu đen. Nói chung ở đây á là những cái món nào mà nó có cái biểu tượng like đằng trước á, nó như cá hú kho thịt ba chỉ nè. Best seller đó cả nhà. Đó thì bây giờ em cho anh gọi những cái món này trước đi, rồi lát anh sẽ coi còn món nào thêm nên anh gọi ha. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn. Hôm nay đi ăn cơm niêu em thấy sao vợ? Wow. Thì em nói rồi em muốn đi về quê liền. Anh em thấy Thanh bữa là mới ăn cơm niêu một lần nhưng mà bây giờ đã vương vấn rồi đúng không? Cái mùi cơm niêu á ăn rất là ngon luôn. Giống như là cái bếp hồi xưa bà ngoại nấu vậy. Mà ăn cái cơm niêu ở đây nhiều khi mình ăn cái phần đó đó, ở đó với những người ăn khỏe là cũng đã lưng lưng một phần. Dạ đúng rồi. Đó, nên là nhìn cái niêu nó nhỏ nhưng mà đừng có đánh giá nó thấp nha. Nhiều cơm đó. Chính xác. Rồi, hồi nãy mình có gọi thêm cái phần cơm cháy gà rô ti nửa con, thêm một phần cơm nữa đó. Nhưng mà ở đây hôm nay cái bàn sẽ đẹp hơn khi mà có set quà này. Set quà Tết của Võ Sư Lộc cả nhà ơi. Lát mình sẽ để đây trang trí nha. Rất là đẹp. Chúng mình làm mình cũng nhiều khi kết hợp mấy cái đồ vào á, mình cũng phải suy nghĩ Hùng. Dạ. Tại nhiều khi là cái set đồ là set đồ chính á, mình cũng muốn kết hợp của những anh em khác nữa như là mai này kia, nhưng mà nếu mà đồ sống vào á thì nó bị chổi. Nên nó kiểu như là thôi anh em làm với nhau rồi đợi phòng này kia mình đẩy vô nó vừa hợp mà nó vừa giúp cho mình đẩy được hàng nữa. Dạ. Đó thì ở đây là mình cũng có đem theo sản phẩm đậu phộng rang, tỏi ớt và salami. Thì thôi sẵn đây mình giới thiệu chương trình này luôn em. Có gì lát nữa mình sẽ cắt ra để mình trải nghiệm thử như thế nào. Cái này em nghĩ là chấm với kho quẹt chắc ngon. Nó kết hợp tay. Vừa tay mà vừa ta đúng không? Rồi trong đây cháy giòn, cái này nóng mà cẩn thận với giùm em. Wow. Món lên rồi nha. Mỏi luôn. Trong đây cháy giòn, cái này nóng mà cẩn thận với giùm em. Nóng sơ thử. Đó, cái sự khác nhau giữa cơm bình thường và cơm cháy nha. Tôm sốt tiêu đen. Tôm sốt tiêu đen. Dạ, cá hú hơn có chị em. Dạ, quả bông xin chúc chắc mẹ. Cảm ơn. Này là gỏi. Gỏi bò Thiên Lý. Còn món, còn vài món nữa. Còn vài món nữa. Dạ, ơi, trong thời gian chờ đợi thì em sẽ vui cái món mới thì ra nha. Cho cả nhà hình dung được là bên trong nó như thế nào. Ok. Cái này mình đang gọi là cắt cưỡng cắt ngang cái nhãn nha. Sao ủa? Mình đây mà cắt ngang đầu nha. Quá. Anh Hùng kêu ý là mình nói cái nhãn Võ Sư Lộc nhìn đẹp á, cắt nó uổng á. Còn anh Lộc kêu cắt ngay đầu luôn. Nhìn mặt hài lắm cả nhà. Đây là mặt hai anh em lúc còn trẻ này cả nhà. Lúc còn trẻ nữa chứ. Mấy năm về trước. Bây giờ là già rồi. Mà em chơi cái gì ê mai mốt cái bệnh thêm làm ăn ngon lành á, in thêm cái tem này nè. Mình sẽ chấm chấm giống như tuyết vậy á, nó tượng trưng cho đậu phộng á. Nữa thôi đó rồi ô lên món nữa nè. Ồ nóng với em à. Rồi càng nóng càng ngon. Canh chua cá hú. Hey có hành nóng với em à. Kho quẹt nhìn là thấy mình đem cho mình kho quẹt luôn. Mắm này để ăn với cá hú. Ồ, gà rô ti luôn. Rồi, để giữa luôn em. Wow. Rồi, cảm ơn. Ở đây thêm một phần cơm cháy nữa nè. Đúng rồi. Wow. Rồi thì trước khi mà ấy thì mình ăn món này đi em. Trước cái đó nữa thì mình sẽ ăn một cái sự kiện hợp tác với anh Lộc. Rồi nâng ly thôi. Ok. Rồi vô. 1, 2, 3. Vô. Ở đây thì anh xin phép là múc tương cho hai người phụ nữ nha. Quá la la như vậy. Anh Lộc thì luôn như vậy. Lấy cái muỗng ra đi. Tính tiền em ơi.
Nhân tiện đây thì cũng xin được giới thiệu kênh Võ Sư Lộc. Ủa anh nay tìm Võ Sư Lộc ra kênh anh rồi đúng không? Hôm nay tìm thì trộm vía nó cũng hiện hiện nè. Em nghĩ là anh cứ làm một thời gian nữa thì nó sẽ đề xuất á. Anh thì anh bây giờ được Hùng hướng dẫn cũng như là mấy anh em khác cũng chỉ đường á cả nhà. Thì thôi mình làm mỗi ngày mình giao hàng nè, mình làm mỗi ngày mình gửi đồ cho ai mình cũng quay lại cho nó vui. Những câu chuyện có đó, cái kỷ niệm trong cái dịp Tết này. Thì cả nhà hãy kéo qua kênh Võ Sư Lộc để ủng hộ nha. Võ Sư Lộc với lại Phụng là cũng ra clip thường lắm. Rồi, bây giờ thì mình thử cái món salami đi Lộc. Rồi, anh xin phép nha. Thì ăn cái salam này thì trước khi ăn á, là mình có một cái nghi thức mà không phải ai mình cũng chỉ đâu. Chỉ riêng trên kênh Phân Hùng thôi. Đó là mình sẽ cuốn cái salam trên cái đầu cái đũa của mình nè. Ví dụ như cái miếng này thì cái miếng lẻ thì không tính nè. Cuốn nó trên cái đầu đũa của mình. Nếu mà salam mà nó bị gãy á thì nó chưa đủ cái độ dài của nó. Còn đây nó còn cái độ dẻo nè. Là nó đã phơi khô đủ rồi, nó tát ra được cái mỡ cái kia rồi. Hiểu không? Khi mà nó thịt này là khi mà nó chưa đủ á là mình tách ra vậy nó sẽ bị gãy. Dạ. Đó, thì cái này là ok rồi đó. Rồi. Mời em nha. Cái màu này nhìn hồng ghê nè. Rồi. Mời Khanh nha. Ăn Tết rất là ok luôn. Rồi. Và những cái set quà hay là những sản phẩm của mình á thì cả nhà có thể mua về để mình là có một cái Tết nhàn rỗi hơn. Khi mà người ta đến khách đến nhà mình sẽ cần bỏ những cái này ra và dứt luôn. Không cần phải tốn thời gian chế biến và rất là tiện cho những cô nội trợ. Ok. Nhưng mà mình mình cùng salam luôn ha em. Đúng. Vô. 1 2 3. Vô. Mẻ salam này thì chắc là phải dành riêng cho Phan Đi Hùng nha. Mời ông bà cô chú và quan viên hai họ dùng bữa nha. Nãy vợ mình nói vậy là mình biết là làm biến nấu ăn rồi. Rất tiện cho các bà nội trợ. Tiện ở đây là những bà nội trợ không phải chuẩn bị quá nhiều. Dạ. Cắt ra mình dùng luôn. Sao em? Tại vì đó, em thấy mỗi lần Tết thì mẹ em cực quá không? Vừa phải chuẩn bị làm mứt, vừa phải chuẩn bị món ăn cúng Tết. Tại vì nhà em là theo đạo mà từ cúng Tết ra ngày Tết còn phải ngâm cho các con rồi phải làm nhà nữa. Cho nên mỗi lần Tết đến đó, mẹ em rất là cúng Tết. Ngày này em nghĩ là chính như thế này về thì mẹ chỉ cần bày ra đậu salami và những món tương mỡ lòng. Đúng rồi, xúc xích, gà sông khói. Năm ngoái món đó là đã chín rồi. Năm ngoái cả nhà là Vân Đi Hùng cũng như là Khanh và gia đình á ủng hộ những cái set quà mình rất là nhiều. Thì những cái set quà đó về rồi nó cũng mang một cái ý nghĩa là tạo một cái công ăn việc làm cho mình cũng như là cho các anh em. Nhưng mà có một điều nữa là giống như Khanh nói á, có thể để những cái set quà này lên trên bàn thờ và mình cúng vào những cái ngày Tết. Thì nó làm cho ông bà mình có cảm giác là sẽ hòa nhã hơn. Kiểu như ông bà là lúc trước mấy thằng Tây còn ghét. Nhưng giờ ăn bông Tây thấy ngon á. Thế này em biết là nó cúng cái gì mà ăn thấy lạ quá. Lạ quá, hôm nay cúng hôm nay thấy ổn quá nha. Vậy anh Lộc phải cúng thêm gì đúng không? Cúng thêm mùa tạc vàng. Đó có đường trống đó chứ. Phù hộ, năm nay phải phù hộ cho mấy đứa này mới được. Rồi thôi ăn cơm nha. Rồi, ăn thôi. Trời ơi, cái cơm cháy đây nè cả nhà. Ồ, đã chưa? Bên trong nó vẫn còn bốc khói luôn nha. Dứt anh ơi. Rồi, anh ăn thì anh sẽ thích một cái mà mình cho anh mượn cái này nha. Đây, bỏ sọt tính làm gì? Rồi. Không, anh lấy cái này nè. Nó dính được không? Đây, sẽ lấy cái salam này. Hả? Kết hợp hả? Đúng vậy. Mình ăn salam với cái cơm này luôn nha. Rồi, cho thêm một miếng cà chua. Cho thêm một miếng dưa leo. Wow, Võ Sư Lộc ăn kết hợp. Cái này thì mình ăn buổi sáng á Khanh. Thì mình có thể kết hợp với bánh mì sandwich. Cũng như là ăn bánh mì của mình nhét cái này vào nó giống như là thịt nguội vậy đó. Nhưng mà mình ăn sẽ ăn cái cơm. Đúng rồi. Trộn cái salami này với salad và cho thêm đậu phộng vô nữa. Đúng rồi. Wow. Sao? Cơm thì lớp đáy nó đã giòn sẵn rồi. Nó cháy rồi. Nhưng mà salam vào á
giống như lính cứu hỏa vậy, bắt đám cháy và kéo những cái hạt cơm qua nhét cho những cái kẻ răng của mình giòn đó. Đây là gỏi bò nhưng mà không có thiên lý, cái tên thôi. Hồi nãy mình gọi là cái gì không, hồi nãy đúng rồi, mình gọi gỏi bò chứ mình không có gọi cái bò xào thiên lý vô. Ăn luôn cái bánh đi em. À vậy có bò rồi thì ăn miếng gà đi em. Đó. Giòn. Chua chua quá, ngon ha. Wow, cái mùi nó chua mà nó thơm lắm nha. Đây, Phụng đang ăn cơm gà. Đang ăn cơm gà rô ti. Ơi, nhìn này anh nhớ cơm gà kho gừng nha. Màu của Phụng làm thì nó đậm đà hơn cái màu ở đây. Nhiều nước hơn nữa. Nhưng mà cái này là cơm gà rô ti, không phải là kho. Ừ, đúng rồi, bữa là kho cho nên nó có nước nữa. Để mình chan với cơm. Đang cơm cái đuổi cái muỗng không. Em thấy gà rô ti ở đây sao vậy? Em thấy gà rô ti ở đây á thì vừa ăn kiểu thấm vị, nhưng mà cái lớp da ở ngoài á giống như là người ta đã chiên trước khi người ta rô ti á, nên nó sẽ giòn giòn. À. Nó hơi giòn. Ok. Tuy là mình nhìn nó cũng ướt ướt ha, nhưng mà cái lớp da nó cũng giòn. Rồi, nhiều khi mình ăn những cái món ăn ở đây á mà mình ngồi với những người phụ nữ hai bên á, mình cảm thấy thật là kiểu như là thật là ngưỡng mộ. Thấy hả? Đây là người phụ nữ mà hai con rồi. Ừ. Nhưng mà dáng rất là kiểu như là clip anh đọc comment mà những cô chú anh chị khen Khanh là dáng rất là đẹp. Ừ. Cũng như là không có thấy là sự tàn phá của tàn phai. Thì khi ăn uống như vậy á thì mình vừa ăn mà mình vừa nói những câu chuyện ngoài lời nữa, thì nó sẽ tạo cho cái bữa ăn mình nó rất là thoải mái luôn cả nhà, kiểu nó thân thiết ấm cúng nó, nên hai chị em thì cứ trò chuyện thoải mái với nhau nha. Đúng rồi, đặc biệt là ở đây thì mình có team của mình thôi chứ không có thêm các bạn khác. Em không biết là cả nhà như thế nào, nhưng hồi xưa ông bà lớn tuổi trên quán ông bà có nói chuyện nha. Nhưng mà đối với gia đình đúng rồi, đúng rồi. Giống như hồi nhỏ nha, là mình đi học xong, cái là mình đi về nhà là sẽ ăn cái bữa cơm trưa với nhà. Còn giờ mấy bé nó đi theo kiểu nó đi học mà cái lịch của nó dày quá, thì đi về là mỗi người cứ xúc một tô cơm ăn vậy. Nhưng mà ăn như vậy thì dần dần cái bữa cơm gia đình mình nó cũng không còn cái hơi ấm nữa. Nên nếu mà bận quá thì mỗi tuần mình dành khoảng một ngày để mình có thể ăn những bữa cơm cùng nhau như vậy thì nó rất là quý luôn nha. Bởi vậy khi mà anh Hùng đi quay á, là em ở trên đây 4-5 ngày mà không ăn chung một bữa nào. Dù là em rất thích ăn những món vợ em nấu á, nhưng mà không có thời gian luôn anh. Đúng rồi. Phần vì mình phải nhịn để mình đi ăn, phần ăn xong về no luôn, tức là đâu còn bụng để ăn tiếp đâu cả nhà. Mà ăn thì cũng có, ăn thì cũng được mà đâu có ngon miệng đâu. Ừ, thích của Khanh. Còn cái vấn đề anh Lộc nói là do các bạn trẻ ngày nay thì cũng thứ nhất là bận việc học, thứ hai là mình cũng chơi game cho nên là cũng về tranh thủ ăn những tô cơm cho nhanh gọn. Nhưng mà đó là tuổi trẻ thôi nha, khi mà các bạn lớn tuổi rồi các bạn sẽ rất là quý cái cảm giác mà bên gia đình của mình. Chính xác. Rồi. Chắc phải dầm ra đi. Ăn cay dữ vậy? Anh Lộc chắc dầm ra ăn hàng cho tôi. Ớt này thì chắc là nó nấu rồi á, nên mình cắt ra đi. Ừ. Mình cắt ra cho mọi người. Rồi trong lúc mà. Đâu chấm thử đi Phục. Dạ. Ủa không quẹt đây nè, không quẹt nè. Đây anh đưa cho. Thôi dừng nóng nha. Không.
xong lên bên. Ồ. Phụng là heo thì nha, ăn heo thì. Đây em đã, anh đã ở đây luôn. Dạ. Phụng Phụng ăn heo thì nhưng mà Phụng thích ăn phô mai. Thôi nè, vô ăn cay nè, ăn được hai miếng ớt luôn. Phụng, có phải là em đã bị võ sư lộc ô ăn luôn kìa. Dạ dạ. Ồ vậy là võ sư lộc nói vậy là mình biết trước đây Phụng ít ăn cay. Phụng ít ăn cay nhưng mà hôm nay Phụng ăn luôn là anh hơi bất ngờ nha. Ai cũng bị em lộc cám dỗ hết. Anh Hồng hồi xưa là không ăn một miếng ớt nào luôn anh. Rồi. Từ khi đi với anh là ăn cay hơn em. Giờ sáng nay em mới ăn một tô phở cha tế cay cấp độ 5 nha. Giờ Hùng ăn ăn không có ớt là Hùng sẽ có cảm giác là ăn không ngon đúng không? Chính xác rồi. Tại vì mình đã biết ăn ớt rồi mà. Kiểu như hồi đó em ăn không biết ăn cay hả Hùng? Không, hồi đó anh ăn nước mắm không á, anh đâu thấy nó cái mùi nó bị tanh đâu. Nhưng mà bây giờ mình ăn nước mắm không á, không có ớt á, mình thấy cái mùi mắm nó tanh đó. Đúng là thần kỳ thiệt, tuy cay thiệt á nhưng mà khiến mình ngon miệng hơn. Cho ông liên quan chứ chắc em phải ăn một miếng salami quá. Đúng rồi. Để mình review qua nhẹ nhàng á. Đâu mình làm giống nghi thức của Bảo Sư Lộc thôi nha. Dài lắm. Dài lắm nha cả nhà. Nhưng mà cắt như vậy thì những cái cô chú mà răng yếu á, người ta vẫn ăn được bình thường. Rồi mời cả nhà nha. Còn mà để nguyên cây á canh thì nó sẽ bị nhiều khi vội quá mình cắt cái lát nó dày quá. Thì những ông bà cô chú mà răng hơi yếu á, cắn vô nó sẽ hơi khó. Cả nhà ơi, cái salami này, nếu mình khui bịch ra rồi mình ăn không hết thì mình nên để trên ngăn đông tủ lạnh để bảo quản tiếp nha cả nhà. Đúng rồi. Rồi. Ngon quá. Cái này anh Lộc cắt vừa. Chứ đem về nhà nhiều khi người ta cắt dày anh, những người lớn tuổi ăn khó nha. Nhưng mà cái này em thấy nó còn mềm nè. Đúng không? Tại vì anh chỉnh á, anh chỉnh cái độ dai của nó vừa thôi. Tại nhiều khi mình làm dai quá thì nó rút lâu á, nó chín lạnh lâu á. Thì đối với mình á, người trẻ mình ăn mình sẽ khoái, nhưng mà những người lớn tuổi chút người ta lại thích mềm một chút. Dạ. Thì anh cứ điều chỉnh vừa thôi. Do là nào giờ em ăn kiểu cứng quen rồi nên hôm nay mình ăn cái này mình thấy nó khác một chút. Ôi Phụng à. Rồi để kho quẹt bên đây là đúng ý Phụng rồi. Vô em ơi. Mà đôi lúc em thấy kiểu mình ăn thịt nhiều quá, cái xong rồi em thấy rau em rất là thèm luôn. Đúng rồi. Đây Phụng nó ăn kho quẹt rồi thì chắc là Khanh phải review món tôm đi. Rồi. Chị chấm thử cái này không? Để em. Chắc chị chấm cái này xong cái chị ăn cái đó. Bỏ sư lộc kiểu ngồi giữa hai người phải làm sao để truyền thức ăn đến đúng vị trí nữa nha. Cũng khó khăn lắm đấy. Sự nghĩ lắm á. À cái nước tiêu này mình có thể dùng để chấm rau củ luôn cũng được ha. Cái này bữa nào mình dẫn ba mẹ mình đi ăn ha. Nè cơm đây cho lớp dưới cháy, nè lớp trên là dẻo. À, nó không bị khô. Anh ơi, cho em xin cái chén. Khi mà mình ăn món mặn nhiều quá rồi đó. Mình ăn qua một món ít chua. Nó lấy là khẩu vị á. Anh Long. Chạy anh review thử món này đi. Canh chua đúng không? Canh cua đâu đây? Canh cua. Cái món này là người Bắc ăn nhiều. Canh cua thì chắc anh xin phép là anh xin miếng cơm của Phụng đi. Đúng rồi. Tại canh cua đó phải ăn cơm trắng. Cua ăn với cơm trắng nó sẽ cảm nhận cái vị nó ok hơn á. Đây cơm trắng. Cả nhà ơi nhìn cái tô canh cua đâu đây chất lượng không? Miếng cua khổng lồ luôn. Xin phép sẵn nha. Đã quá. Rồi ok. Cái này biết còn thiếu gì không? Cái này biết còn cà thiếu gì pháo. Cà pháo và mắm tôm. Đúng rồi. Nếu được thì thêm thịt luộc. Có thịt luộc luôn. Ở đây chắc chắn là có rồi đó. Nhưng mà mình gọi nhiều quá mình có thể mình ăn không hết đó cả nhà. Nên mình chỉ gọi tượng trưng
không, mà tượng trưng như đây là tượng nhiều trưng như đây là nhiều đấy. Quả sẽ đọc kiểu vải cá tượng trưng. U nó còn cái độ nhớt của nó nè, độ nhớt của rau đay thì chứng tỏ là cái rau đay này thì nó tươi á cả nhà. Yeah. Nó từng giọt nhớt nhiễu ra. Người ta gọi là sánh lại đó. À, em muốn cua riêu cua nè, cua đồng nè. Nhớt tượng trưng cho sự bôi trơn. Ừ. Thì mình ăn cái này nhiều á là nó sẽ giúp cho mình cảm giác là công việc nó thuận lợi hơn. Và mình ăn nhiều nó giúp cho mình vận động những cái khớp này kia, mình cảm giác thôi nha. Cảm giác là nó kiểu như nó trơn tru hơn á. Ồ. Khi mà em nghe đọc review đồ ăn á, cảm giác nó rất là thật anh. Em nghe còn em thì trái mắt cười. Chị nghe đọc review á, nghe là cảm nhận được liền, tại vì nó chân thật quá anh. Nay anh đã bớt liên hệ ẩm thực với xây dựng rồi đó. Nên anh liên hệ qua các cái lĩnh vực giao thông. Hồi đó là còn liên hệ qua xi măng nữa. Mấy món nào mà bết chưa. Oh hello, ăn cái này kiểu nó bị dính á, mình hấp cái là mình muốn hấp thêm. Đây, anh đang ăn cái con tôm nè. Ăn thêm một con nữa đi em. Anh nghĩ là em phải quệt luôn cái nước đó đó. Mặn không? À vậy hả? Ở đất thôi. Anh nghĩ nó còn đặc hơn cái kho quẹt nữa. Cảm giác là nó sánh lại. Nhưng mà không kiểu, ông mình là khách quen nên nha cả nhà. Nói về mình nhìn thôi, mình chưa cảm nhận thì mình thấy mình không phải là nồi trời giỏi, nhưng mà mình cảm giác là con tôm này nó cần phải thấm thêm xíu nữa thì nó ăn nó sẽ đậm đà hơn. Nó hơi trắng. Dạ. Em thấy nếu như mình chấm thì nó rất là vừa. Kết hợp với tôm thì nó sẽ không còn quá mặn nữa. Ăn chung với rau nữa là tuyệt vời. Đúng cái kiểu là vừa có tinh bột, vừa có thịt mà lại vừa có rau. Vậy xong review ngon quá. Phải thử ăn cái thố này luôn. Nãy giờ cái thố này thì mình còn một cái cách mà để mình ăn nữa cả nhà, là mình giấu cái cơm cháy xuống, mình lật cái mặt nó lên. Hi. Đó. Nó cơm cháy lại dưới nó ra, nó ra cơm trắng rồi nè, còn bên trên là cơm trắng đó. Thì anh xin phép là ăn với gì đây, anh ăn theo kiểu ở nhà nè Khanh, đó là mỗi món mình cho xíu vô. Kho quẹt, cho một miếng tôm vô, tôm, miếng salad vô, xin phép không thể thiếu món salad. Rồi một miếng gà rô ti. À, có gỏi thì cho miếng gỏi vô luôn. Wow. Vị này nó cảm giác là giống như là cơm trộn Hàn Quốc. Ở đây á giống như ở nhà á là mình để mình ăn cho tiện á, mình hay bới một cái bát cơm này nè. Sau đó mình bỏ có nhiều đồ ăn mình bỏ vô hết. Sau ăn xong gần hết á mình chan canh vô luôn. Đúng rồi. À, ăn gần hết chan canh này nè anh. Đúng rồi. Đây, canh chua cá hú vô. Ngon. Cấp mỡ này giòn á. Canh này ăn cá này từ view luôn ha. Nhiều rồi nó sẽ bị ngon đúng không em? Đây là món em gọi ra và em yêu thích mà, nên em phải ăn ít nhất là một phần. Đúng rồi. Đúng như là tinh thần của team Phan Đi Hùng. Phải đầy up mới được. Thế mà sau này Audrey Whitney lớn rồi đó, còn là những clip này chắc vui lắm á. Hồi xưa thầy Lộc dám cho mẹ con ăn nhiều, bây giờ là con sẽ ăn hiếp lại con của thầy Lộc. Tới khi mà Phụng có em bé rồi ha, chắc là sẽ tin vui. Có khi nào qua Tết không ta? Là coi như ăn Tết ấm rồi xong rồi qua Tết đón quý tử luôn.
năm sau năm rồng anh Lộc. Năm rồng. Đó còn bé rồng. Con là trời cho nó ăn nhưng mà cũng chưa biết. Như anh với chị Khanh á là lấy nhau là năm 2018 là năm 2019 có con luôn, là tuổi heo. Hai bé Ori. Dạ, Ori tuổi heo. Đúng rồi. Nhưng mà đa phần á là tuổi heo là làm ăn dở cho ba mẹ lắm nha. Anh Tài mới khét. Đứa đầu là tuổi cọp, đứa sau tuổi rồng. hổ rồng. Đúng là kiểu Tài thích luôn. Anh Tài là anh biết sao không? Hổ là bi Tiger, rồng bi Sài Gòn. Phải Tài rồi, phải anh Tài siết rồi. Anh Tài siết anh rồi. Bia thì mình lại nhớ tới anh Hải nữa. Bia quân báo. Bia báo. Mình tiếng nghe mình đọc ra mình đã thấy hại không? Bia con báo. Ảnh làm nguyên cái xe con báo luôn anh thấy kìa. Ủa? Có rồi. Có, cái xe bán tại á, anh dán hình nguyên con báo. Đúng là thiệt cái gọi là gì vậy? Cái tráng sĩ ấy. Đầu óc suy nghĩ là con anh Hải rất là anh Lộc, chán canh. Xót xa. Cái lẩu cá mà nó có ngon hay không á. Theo như em thấy là phải ức của nó có thơm hay không. À. Cái ức của nó nếu mà không ngon nó sẽ bị tanh. Nếu mà đậm đà hơn nữa thì em có nước mắm chồng không? Đây nè. Có. Đây có đây, em nước có mắm chồng em chấm nó sẽ quên. Nãy giờ em chấm nó hơi sai. Nó mắm ngọt thì mình vô nó không đúng bài. Cái tôi nước mắm thì nhớ tới Thái Nhà Biển. Thái Nhà Biển mới mua xe mà chưa rửa xe. Nhắc khéo nha. Cả nhà có clip qua bên kênh Thái Nhà Biển comment một cái nha cả nhà. Vỡ từ lòng Vinh Hùng mới nhắc. Ăn cái ức này. Ok. Ở đây cắt to chứ sao ạ? Này có cay lắm anh. Không cay á, không cay đâu. Dạ. Anh ăn hả? Trời ơi. Chỉ là không có tay thôi em. Quá dễ rồi đúng không? Hồi đó anh Lộc em ăn được cái mì cay cấp độ 3 mà uống nước liên tục. Nay em ăn được mì cay có thể ăn cấp độ 4 mà không uống nước luôn. Nay không có cay luôn em. Xin phép là lấy cho Phụng nha. Canh cua đâu đây? À lúc trước là Khanh ăn cay hơn Hùng. Đúng rồi anh. Thì lúc trước em có ăn cay đâu nên Khanh ăn cay hơn em. Em nói nghĩ sao ăn mắm mà không bỏ ớt thì sao? Đây. Người ta nói là không biết ăn ớt là sợ vợ. Nhưng mà sau khi lấy Khanh thì em đã ăn cay lên. Hồi đó em sợ, giờ là hết sợ rồi. Anh ăn cay rất á. Anh ăn cay nhưng mà anh vẫn sợ vợ nha. Không có đâu, là đó sợ. À, tiết mục nói xấu bạn đời. Nói chung là em có mấy người bạn á, nó nói như vậy. Vợ ta ta sợ chứ đâu sợ vợ mày đâu. Nhưng vậy thì vợ mình tôn trọng, mình nghe theo thì nó cũng đâu có sao. Quan trọng là thấu hiểu. Mình thấu hiểu nhau thì cái vấn đề mà mình lắng nghe nhau nó không phải là việc hơn thua. Đúng mà là mình phải thấu hiểu nhau. Nhưng chồng em á nói là em cưới bên này có bao giờ nó sai đâu, và đúng thật sự nó sai thiệt. Mà em cứ không tin chứ nên dù là nhiều việc đã xảy ra rồi. Em lấy ví dụ của người phụ nữ, em lấy ví dụ cái việc bán đậu cũng vậy đó. Thì em nói lấy 100 kg đi, thì Khanh nói thôi lấy, kiểu như Khanh là bán hàng là phải bán hàng sử dụng nó vừa tới thôi. Hết thì mình đặt thêm á, chứ sợ lấy về đã lâu á thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đầu. Em nói cứ lấy 100 kg đi, Khanh thì cứ thôi 60-70 kg thôi. Cuối cùng lấy 100 kg nghe theo em thì gọi là vừa đủ đầu, hoặc là thiếu luôn, vẫn còn thiếu á. Nghĩa là cái lượng người ta đặt á mình không tính trước được. Nhưng mình đặt vừa đủ, nhưng mà khi mình đặt vừa đủ thì người ta đặt thêm. Dạ. Đã bị thiếu. Chính xác. Ngon quá, anh đã ăn hết cơm rồi đó. Ok. Thì thôi bây giờ clip cũng tương đối dài rồi cả nhà ơi. Hôm nay một bữa ăn phải nói rất là ngon với vợ chồng của Võ Sư Lộc. Đó, và mình hy vọng là trong tương lai, trong thời gian sắp tới thì vợ chồng Võ Sư Lộc cũng sẽ
mời Phan Đi Hùng và vợ đi ăn trên kênh của Võ Sư Lộc nè. Thì có gì cả nhà hãy qua bên kênh Võ Sư Lộc để ủng hộ nha. Và không phải là bây giờ là anh em mình là không làm việc với nhau nữa, mà ý là bây giờ anh Lộc cũng phát triển kênh của anh Lộc đó, cho nên là khi mà bây giờ ví dụ có đi tỉnh đi đâu á thì mình vẫn hẹn Võ Sư Lộc đi cùng và anh em vẫn quay clip chung. Bên cạnh đó là anh Lộc cũng dành thời gian để làm những clip trên kênh của anh Lộc đó, thì mong cả nhà ủng hộ cho cả hai anh em mình luôn. Nếu mà có thời gian thì anh em mình vẫn đi quay với nhau, vẫn làm việc tốt với nhau nha cả nhà, vẫn là anh em tốt. Rồi. Thôi à, với một cái nữa mà hôm nay mình ăn ở đây á, mình rất là muốn tâm sự cả nhà, đó là khi mà mình làm việc với nhau lâu á thì nhiều khi có những cái vấn đề mình không cần phải nói ra thì mình cũng hiểu được người đối tác của mình hay người cộng sự của mình cần cái gì. Thì khi mà làm việc mà càng lâu với nhau á, có những cái ví dụ như là hôm nay mình chọn cái món này mà Hùng có một cái món khác, thì mình sẽ cân nhắc với nhau, hai anh em tự hiểu là cái món đó ngày hôm nay thì mình quay cái khung giờ đó thì nó chưa có nhiều đồ ăn lắm, thì thôi ưu tiên quay cho món của Võ Sư Lộc hay là ưu tiên quay cho món của Hùng trước. Thì làm sao mình hiểu nhau thì mình rất là dễ làm việc. Thì mọi người cũng đừng có nghĩ sâu xa là khi mà mình làm kinh riêng hay gì là mình đang tách ra, không phải vậy. Mà chủ yếu là ở đây là Hùng cũng gợi ý mình từ lâu rồi, nên làm một cái kinh riêng để làm sao anh cũng hay đi giao xúc xích nè, anh đi dạy võ nè, anh có thể quay những cái clip đó. Tại nhiều khi Hùng cũng phải về quê, phải đi những cái công việc riêng của mình để mà theo sát những cái clip đó thì nó cũng khó. Nhưng mà những cái dịp mà quan trọng như là thi đấu hay là những cái dịp mà thi lên đài này kia thì chắc chắn Phan Đi Hùng cũng phải có những cái clip đồng hành để giới thiệu tới cả nhà bên kênh Phan Đi Hùng. Rồi, cảm ơn Khanh thì hôm nay cũng đã chốt được một cái đơn salad. Dạ. Rồi. Em thấy chị Khanh với Hùng chốt đơn em có vui không? Mong đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Thì nhân tiện đây thì một lần nữa mình cũng giới thiệu cái sản phẩm của Võ Sư Lộc cũng như là Phan Đi Hùng luôn cả nhà ơi. Đây. Đây. Đó, nãy giờ mình để em ở ngoài, em phải nằm một mình để trang trí cho bàn ăn thì rất là đẹp. Lại lần nữa nha. Đây. Đó. Dễ coi á, lấy ra cho mọi người dễ coi. Năm món nha cả nhà. Thì giá là sẽ là 680k. Nhưng mà có cái đậu phộng đây, đậu phộng mini nè cả nhà. Đó, cái đó là mới lạ đó. Nhìn nó dễ thương. Dạ. Chớp chép được. Nhìn kiểu giống như là các bạn trẻ ngày nay hay ăn giống như vậy lắm á, túi zip á. Nhưng mà ăn vậy thì nó cũng chưa đã đó, các bạn chưa đã thì cả nhà cứ mạnh dạn ủng hộ cho bên Phan Đi Hùng. Để ví dụ mà hai anh em mình đặt cho mình thì có đậu phộng, còn đặt Hùng thì có salam vậy đó. Đó. Và Lộc giới thiệu qua cái set quà Tết này một lần. Set quà Tết này một lần nữa là mình xin giới thiệu với cả nhà là 5 món và giá của nó thì nó là một con số cũng tương đối là đẹp. Là số mấy em? Dạ 680.000. Còn một set nữa là 860 thì anh em mình set up sẽ có thêm một con gà nữa. Và con gà này thì nó sẽ là gà tre nguyên con. Và đó là mặt hàng Tết riêng của bên mình là năm nay. Rồi liên hệ à, các bạn cả nhà có thể liên hệ qua Võ Sư Lộc có chữ Lộc nha. Rồi 0909 029 841 hoặc là 0901 563638. Rồi ok, và tiếp theo là đây là nhân vật chính chốt đơn ngày hôm nay nha cả nhà, đó là salami đóng gói một túi 150g. Và một túi như thế này sẽ bán giá lẻ với giá là 85.000 cho cả nhà 150g. Và còn đây là đậu phộng bên mình. Mình đọc lại chương trình một lần nữa nha. Đó là mình có đậu phộng chay và đậu phộng ăn mặn. Đậu phộng chay và đậu phộng mặn với giá là 95.000 đậu phộng 600g, 3 hũ thì free ship toàn quốc luôn. 4 hũ thì mình sẽ tặng thêm một salami như thế này và một chấm chéo hoặc là thêm một hũ đậu như này nữa nha cả nhà. Đó, thì mình sẽ liên hệ qua số 0842221578 hoặc 0844020114. Chương trình này mình chỉ áp dụng từ giờ cho đến hết ngày 30 tháng 1 Tây nha. Nên cả nhà hãy nhanh tay lên đặt những cái combo này về để mình có một cái Tết nhàn hơn, để mình chăm sóc cho bản thân mình đúng không ạ? Bên cạnh đó là có những món mới lạ mà đúng thiệt rồi. Luôn là trước giờ mình thấy cũng ít có ai mà có những món này vào ngày Tết đó, đa số là củ kiều nè,
rồi thịt kho, rồi chả lụa, giò thủ. Thì đây là những món rất là mới, cả nhà cũng tranh thủ nha. Còn số lượng có hạn, nhanh tay chốt đơn, liên hệ cho Khanh và liên hệ cho Hùng, cũng như là đậu phộng, cũng như là những cái món xông khói nha cả nhà. Ok, còn bây giờ thì mình xin phép được kết thúc clip nha. Thì đây mình có các fanpage trên Facebook lắm, như người yêu mến, như là muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event thì hãy like và theo dõi fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả và mọi người hãy đăng ký luôn cho cả kênh Phan Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của em mình là Phan Hùng 1116 và Võ Sư Lộc, và hai TikTok ngắn là Phan Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Phan Hùng. Trong thời gian sắp tới, nếu như các bạn có bất cứ thử thách nào thì đã là bình luận như comment mình xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất làm tiếp cho nhà cùng TikTok nha. Ok, xin chào các bạn.